Bà xã, uống cà phê một mình hả? Lãng mạn vậy? Lãng tẹt chứ lãng mạn gì. Tu lan chức nữ gặp nhau ha? Uống ra. Đâu vậy? Ngồi tâm sự chút coi. Tuổi anh không còn gì tâm sự hết á. Có chứ. Phía sau chữ tình còn có chữ nghĩa mà em. Nghĩa hả? Anh đóng phim Hàn Quốc với tôi đó hả? Anh nói thiệt, mấy thằng giang hồ bậm trợn như anh á là những thằng thương vợ con nhất trên đời này. Em thấy không? Em phụ anh chứ anh có phụ em đâu. Không có phủ phiết gì ở đây hết trơn á. Chẳng qua hết duyên hết nợ thì đường ai nấy đi. Vậy thôi. Đâu có ai muốn mình hai ba đời chồng. Em bỏ anh, em không nghe người ta nói có câu là chí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Bậu ra bậu lấy quan câu, bậu câu cá bóng chặt đầu có tiêu. Có tiêu bỏ ớt cho cay, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Đó là tâm trạng của em. Em kiếm cớ bỏ anh để câu con cá khác, đúng không? Không, không có bỏ biết không câu kiết gì hết trơn á. Tại sao tôi bỏ anh thì bản thân anh phải nhìn lại điều đó. Anh tự hỏi anh kìa. Cuộc đời của em nghiệt ngã lắm, đâu có ai muốn trở thành thằng cướp cạn đâu. Vì vợ, vì con, vì túng quẫn quá nên anh làm liều, nên mới đua sợi dây chuyền của người ta thôi. Anh nói chuyện nghe mắc cười quá. Vì tôi, vì con. Anh nói nghe cảm động quá. Hay là tại anh thiếu tiền thuê thú hả? Thằng nghiện cũng là con người mà em, đâu phải con vật đâu. Nhưng mà anh đối xử với tôi như một con vật. Anh nhớ không? Anh nhớ bữa đó anh chặn đường là anh đánh tôi không? Hả? Bữa đó anh không kiềm chế được, anh xin lỗi. Thôi bây giờ anh đưa mặt ra này em quýnh đi. Nè, nha. anh bị điên hả? Giữ quán xá tôi không có giỡn mặt cho anh nha. Bây giờ anh nói xong chưa? Xong rồi đúng không? Buông ra. Anh xin em đó. Buông ra. Anh xin em đó. Tha lỗi cho anh đi. Cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời này đi. Anh đang nói giỡn hả? Ok, bây giờ vậy, anh muốn bắt con, tôi trả con cho anh. Ha? Vậy thôi, đơn giản. Có con không có vợ sao sống trời. Anh bị điên hả? Anh nghĩ sao bây giờ anh kêu tôi quay về sống với anh? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu nha. Không ạ. Anh xin em đó. Buông ra. Là cho anh một cơ hội làm lại từ đầu đi nha. Nước mắt cá sấu hả? Là sao trời? Tức là con cá sấu trước khi ăn mồi đó thì nó hay chảy nước mắt, nên ông bà ta mới có cái câu đó. Em cứ nghĩ xấu cho anh không à. Anh nói thiệt cho em nghe nha, em có đốt đuốc hay gọi đèn pin đi kiếm khắp cái Sài Gòn qua lễ này á, cũng không tìm ra một thằng nào yêu em bằng anh yêu em đâu. Mà anh không thương em mà anh chịu đựng ba má em hay vậy? Em nghĩ lại đi, ổng bả cai nghiệp thôi, cho anh đủ biết bao rồi, nhiêu. Đủ rồi, bây giờ tóm lại đi. Tóm lại cuối cùng anh muốn gì? Anh muốn có vợ có con, gia đình mình sum họp lại. Coi như mấy chuyện lùm xùm bữa giờ như là giấc mơ đi. Anh bị điên hả? Ba má tôi bây giờ ghét anh như ghét gì? Với lại bây giờ tôi đang sống với ba má tôi rất là sung sướng. Tôi về với anh lấy gì anh nuôi tôi? Hả? Thằng năm râu này bây giờ khác rồi.
anh có thể cung phụng em như một bà hoàng. Có mới nói nha. Anh biết em thích hát karaoke. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi hát karaoke liền. Ở một cái quán sang trọng nha. Cắt cái này giùm tôi. Tiền chủ nhà người ta mới tạm ứng á. Cắt cho kỹ nghe. Rồi. Ủa con tiên nó ở đâu rồi bà? Đi chợ đi siêu thị gì rồi. Cái con nhỏ này á, nó ở nhà một ngày chắc nó chết hay sao. Tôi nghĩ là nó sống nó phải ăn ở cho nó đàng hoàng. Ai dè y như là con ngựa trứng. Mà nghĩ bà dạy con gái bà cũng hay thiệt á chứ. Gì kỳ vậy? Ông á, hễ đứa nào hư thân mất nết cái tự nhiên ông đổ thừa qua cho tôi hả? Nè, tôi nói cho bà biết, tôi là có nhiệm vụ đi ra đường tôi kiếm tiền. Còn bà ở nhà, bà có nhiệm vụ bà dạy con dạy cháu. Đó, bà thấy mấy thằng con trai tôi không? Có thằng nào mà nó quậy đục nước như con gái bà không? Mà nó hư là cũng tại bà. Chiều nó quá mà. Trời ơi. Thôi đi ông ơi. Ông nói ngược rồi đó. Ông á, có bao giờ ông thương con trai đâu. Có đứa nào được ở gần bên ông đâu. Đó. Có mình con Tiên thôi. Tự nhiên nó vừa mới buông thằng Năm Râu ra, cái ông lập tức ông đi kiếm cái thằng khác, ông thay thế vô cho nó liền. Giờ ông còn nói cái gì nữa. Nghĩ cũng tiếc thiệt. Chứ không phải mà thằng Sim á, mà nó ưng con Tiên nha nghe. Tôi dám làm heo tôi cúng lắm. Cái thằng nó cao ráo, nó hiền lành, nó dễ thương sao đâu. Trời ơi, giờ này ông còn nhắc đến thằng Sim. Đó, bây giờ có thằng Toàn đó. Tóm lại ông nói một câu đi, ông có ưng nó không? Con Tiên nhà mình ưng nó. Chứ tôi là tôi không có ưa nó rồi. Ủa, vậy chứ sao bữa ông nói với tôi á, là ông sẽ cho thằng Toàn với lại con Tiên số vốn để tụi nó đi ra riêng, tụi nó làm ăn. Thì tôi có hứa, nhưng mà tôi đâu có nuốt lời đâu. Mà sở dĩ tôi hứa vậy là cũng do bà. Thấy không? Bà khuyên tôi nên giúp đỡ tụi nó vậy. Thì tôi thương bà, tôi phải nghe bà thôi. Chà, nãy giờ mới nghe ông nói được câu mát ruột á. Nhưng mà nè, tôi thì tôi chiều theo ý bà. Rồi liệu thằng Toàn nó có chiều theo ý bà không? Hay là nó sáp vô con Tiên con gái mình á. Hay không? Để rồi nó chơi lông bông cái rồi nó bỏ. Ông nói. Tôi nói tầm bậy tầm bạ vậy á. Mà nó trúng tùm lum tà la. Ôi thôi, ông nói nhiều quá. Uống miếng trà thuốc cho khỏe đi. Thôi chết rồi, trời ơi, cái nồi cá của tôi. Ui. Có đứa con gái thì hết biết. Không, không, tôi không còn có một lòng yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Cái gì vậy? Sao tắt vậy? Dẹp nghỉ đi. Hát cái bài gì chán quá. Em không yêu anh, chứ không lẽ em yêu thằng chó nào khác. Nói chuyện không thấy có duyên gì luôn á. Thôi, vô miếng không mặc đem yêu. Miếng nước cho miếng nước. Tanh quá. Ngó xa xa đi. Em bị gì vậy? Con không mực thôi mà làm gì em ấu. Đừng nói là
có chữa. Ừ, 3 tháng rồi đó. Sao, anh có còn muốn quay về với tôi không? Thiệt ra Tiên, Tiên là em không ở không được ngày nào hết hả Tiên? Thiệt. Vậy tôi với anh thì không bao giờ quay về với nhau được nữa rồi. Con của anh đó thì tôi sẽ trả cho anh, vậy thôi ha. Nói hùng hồ lắm, nói ngon lắm. Chị thử thật sao nói vậy mà tôi với anh không quay về với nhau được nữa đâu. Nó chỉ nhanh hồi chán quá, đi lộn nữa. Thôi tôi về đây. Cái gì vậy? Tiên à! Chào anh. Chào anh. Anh hãy mô tả lại hình dáng người đàn ông đi chung với nạn nhân. Ở đây khách cũng nhiều lắm anh, khách đi qua lại nhiều, cũng không có nhớ rõ lắm. Em chỉ nhớ là mang máng là người đó có cái sẹo ở mắt trái à. Sẹo mắt trái? Dạ đúng rồi ạ. Ê! Mày đi Sơn! Đi Sơn mày! Ê! Mày đi Sơn! Anh, đánh giày anh. Đánh nó giày à? Giày giờ quá anh. Em đánh cho. Tao nói không, không nghe mày. Em đánh giày cho anh hai. Giày anh hai giờ quá, em đánh không lấy tiền luôn. Nói vậy nè, chiếc này dơ nè. Đánh quá. Tụi cũng làm gì đâu. Tụi cũng làm gì đâu. Nè, quay. Dạ. Biết vụ gì chưa? Vụ gì? Vụ án động trời kìa. Chạy qua nhà ông Tư Bưởi với bà Tư Bưởi coi coi. Xỉu lên xỉu xuống hết trển á. Qua chọc cho người ta trái nhà chi. Để đâu quá kéo quá cối. Mệt quá. Tôi đâu có rảnh. Con Út Tiên nó chết rồi kìa. Tôi nói thiệt đó, con Út Tiên con ông Tư Bưởi chết rồi. Nó bị thằng chồng cũ của nó, thằng Năm Râu á, giết nó chết. Án mạng hả, sùm người ta coi bệnh á. Người tình của mấy người chết rồi đó.
Trời đất ơi, động trời. Thằng Năm Râu á, nó giết giả man dễ sợ luôn. Nó giết một lần á là nó giết hai mạng người. Thằng này kỳ này tử hình chắc luôn rồi. Ủa, ai mà hai mạng người? Thì nó giết con Tiên, mà con Tiên á đang có bầu. Thì nó giết vậy là giết con Tiên là hai mạng người rồi chứ còn gì nữa. Bầu. Cái gì? Nhưng mà con ai? Con ai? Thì con ai? Nè, mấy người với nó. Con mấy người phải không? Toạt. Cái nè. Cái gì vậy? Toạt. Cái bầu đó là con của ai? Hả? Mấy người nói tôi đi. Tôi đi. Bà Liêu, làm gì ngồi ngáp lên ngáp xuống vậy? Chuyện tôi ra đây làm chi? Có mối mới hả? Mối cái đầu ông á. Giờ tôi phải chòi đầu lên đây kiếm nhà ở nè. Trốn cho xuồng đó. Cái người làm ăn cái kiểu gì á, mất uy tín tôi quá à. Bà có uy tín quá hen. Điện tôi ra đây để mắng vốn hả? Không phải là tôi mắng vốn, mà tôi muốn nói cho ông biết á, là mấy người làm cho tôi khốn khổ đến cỡ nào. Có nhà khi không tự nhiên phải bán gấp á, để chạy lên đây nè, để trốn cho xuồng. Chả mà gặp tôi đâu chứ cái đánh tôi mềm đầu luôn á. Bà làm ơn bà đổi cái đề tài khác giùm tôi cái đi. Sao tôi gọi ông vô không được? Cái đề này nó còn nặng hơn cái đề đó nữa. Bây giờ vậy nha, tôi khuyên một câu chân tình nha. Quên đi để mà sống. Trời, nó hay quá à. Sao quên? Ổng còn cả tỷ chuyện chưa giải quyết với tôi kìa. Tưởng lẹo tẹo với con này xong muốn bỏ trốn là trốn hả? Ông á, ông phải giúp tôi gọi cho ổng. Tôi hỏi con trả lời sao. Ôi bà đừng lãng bà. Tự nhiên chuyện riêng của hai người lôi tôi vô làm chi? Với lại tôi là lính lát, không có giúp được đâu. Ông chè, tôi biết ông giúp được tôi mà. Ông mà gọi điện là ông bắt máy liền. Mà ông bắt máy cái á, ông đưa tôi nói mấy câu là xong à. Hả? Xin lỗi ha, không rảnh. Không lẽ ông thấy tôi khổ vậy ông không giúp? Dù gì tôi với ông cũng cùng cảnh ngộ mà. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với ông đâu. Với lại dù gì lúc trước á, ông vô cũng khoái tôi với bộ. Tỉnh lại giùm con cái đi bà. Ông á, là người tận tường chuyện tôi với ông vô nhất. Đáng lẽ ông phải hiểu cho tâm trạng của tôi chứ. Ông không giúp tôi á, tôi không biết làm sao hết đó chè. Mệt ghê. Một lần thôi nha. Lần đầu cũng như lần cuối nha. Ổng mà chửi tôi rồi bà chịu trách nhiệm. Chết cha. Cái gì vậy? Chết cha. Có con nhỏ nào bắt máy rồi. Con nào? Đưa đây. Thế bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng ngoài này sao? Nhỏ này nói chuyện với tôi hoài luôn á. Bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Khi nào ổng cần tới mình, ổng sai biểu cái gì á, thì ổng tự động ổng gọi cho mình thôi. Còn bây giờ mình gọi cho ổng không có được đâu. Nó nghe nè, nghe lời tôi đi, bình tĩnh lại đi. Tôi khuyên một câu chân tình á, đừng có mơ hình tưởng bóng nữa. Ráng bình tĩnh lại để mà sống nha. Quên Dung đi nha. Thôi ngồi đi rồi từ từ suy gẫm ha. Bây giờ tôi phải chạy vô Bình Chánh có chuyện chút xíu. Tôi đây à. Thank you.
cà phê không? Thích thì chịu. Tình hình này là em thấy không ổn rồi. Bây giờ em tính vậy, không mấy giờ hai đứa mình cưới nhau đi. Cái gì vậy em? Cưới gì? Cưới nhau đi. Ba má em đó sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hai đứa mình nha. Ôi, cưới cái gì em? Em nói cái gì tự nhiên cứ đùng một cái sao anh đỡ kịp? Cưới nhau thôi chứ có gì đâu. Sao mà cưới được chứ bộ bây giờ. Không lẽ nha, thằng năm râu nó không biết tới kiếm mình, nó đâm cho hai đứa mình chết tại chỗ ngày đám cưới luôn hả? Trời ơi, ai kêu mình tổ chức rình rang làm cái gì. Mình chỉ cần coi ngày tốt rồi hai đứa dọn về sống với nhau, rồi dọn về đi một nơi nào đó xa ơi là xa. Trước đó mình tới trước nơi đó, mình mua nhà, mua cửa, xây nhà, xây cửa lên, tới đó mình ở thôi. Anh thấy vẫn chưa có ổn, để từ từ anh tính. Bởi vì bây giờ nếu như mà đi á, cung mẹ ba sao xuyến nó kiện anh liền, báo ngoan cái là bắt anh liền. Thì bây giờ mình trả hết tiền cho bả rồi mình đi, mình giải quyết xong phẳng hết cho bả rồi mình đi. Chỉ cần mình tới nơi đó hai đứa mình ở với nhau, sống với nhau là được rồi. Anh đừng có bạn ra nữa. Để anh suy nghĩ coi chứ, nói ào ào thì sao được. Nghĩ hoài, nghĩ cho tới khi cái bụng nó bự ra hả? Bự gì thì ít ăn rồi bụng nó nhỏ chứ có gì đâu. Nhỏ cái gì mà nhỏ, có chữa sao bụng nhỏ được. Cái gì vậy Tiên, gì chữa gì? Trời ơi, giỡn chơi chút xíu có thai hả? Ủa anh nói chuyện giỡn chơi hả? Nói nhỏ luôn. Ủa anh nói chuyện mắc cười quá à. Quán xá em ơi, nói nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ á thì... Không có bây giờ cái gì nữa hết trơn. Ba má em nói rồi, ba má em nói tại vì em có bầu, bây giờ ba má em mới quyết định cho hai đứa mình tới nha. Ba má em tạo điều kiện cho hai đứa mình, anh hiểu không? Anh lấy cái gì anh nuôi con? Em nói câu nào anh xanh rờn câu đó luôn á. Anh bây giờ anh nuôi cái thân anh chưa nổi, bây giờ sao anh nuôi con nổi em? Nếu mà bây giờ mình suy nghĩ về cái thai này đi em, không ấy mình tính lại đi em. Anh nói cái gì vậy? Anh nói vậy mới nghe được hả? Hả? Bây giờ có chữa nè, một cái bụng nó bự lên nè, mặt mũi nó tin nhà hàng xóm, làm sao tôi về tôi ăn nói với ba má tôi? Người ta yêu nhau á là người ta muốn cưới nhau, người ta muốn ở nhau, người ta muốn sinh con đẻ cái nha. Bây giờ anh nói chuyện với mình phủi tay vậy hả? Thôi em ngồi, em nói ở nhỏ thôi, sớm xung quanh người ta ngồi người ta dòm kỳ lắm. Anh nói yêu nhau thì phải có thời gian, cái gì mới cái tình yêu đâu ra mọc nó lẹ vậy em, không? Chứ... Anh nói cái gì Toàn? Vậy là từ trước tới giờ những gì anh nói với tôi đều là giả dối đúng không? Hả? À, hay là anh còn dưới cái kèo của mẹ ba sao xuyến? Anh có tin không? Bây giờ tôi ra tôi đốt nhà của mẹ ba sao xuyến, tin không? Hả? Cái gì vậy, xin cái anh trả lời em. Đứng lại đi. Anh Toàn! Nè nghe, không có vô trách nhiệm vậy nha. Tôi nói gì nãy giờ có nghe không vậy? Nghe gì? Trời đất ơi, hồi nãy giờ tôi nói là ngày mai tôi về quê sớm lắm. Về quê khóa cửa lại với có gia chìa khóa tôi đâu mà nói chuyện. Tôi hiểu rồi, tôi biết sao mấy người có thái độ vậy với tôi rồi. Ừ, nghĩa tử là nghĩa tận đó, tôi không có trách mấy người đâu. Nhưng mà làm ơn ha, nhà tôi đi tôi khóa vậy á, nhưng mà đi ngang qua làm ơn ngó chừng giùm tôi một cái, biết không? Nhớ nha. À, mình đúng hay mình sai? Tôi có làm gì đâu trời. Nhưng mà Tiên ơi, Tiên còn con mình nữa, nó là con trai hay con gái ta? Trời ơi trời, chị hai, trời ơi, có tin vui rồi, mừng dễ sợ luôn. Ông anh hai tôi đâu? Khoan, ổng đi bộ vô sớm rồi, nhưng mà ổng đi tập thể dục. Mà cô nói cái chuyện Lệ Thủy đâu rồi? Trời ơi, cô Lệ Thủy nó xách đồ cho tôi phía đằng sau kìa. Con nè, cô đứng lại đi. Cô để trời đất ơi, cái gì vậy? Sao hả? Sao con gái tôi mà cô làm giống như là người làm của cô vậy? Trời.
Trời ơi, cho nó xách đồ cho em cho nó khỏe, mà lẽ em lớn tuổi em đi xách đồ chi cực khổ. Trời ơi, cô ba thiệt á, con viết theo cô ba không kịp luôn à, cô ba đi nhanh quá chừng. Mệt mày quá. Thôi vô nghỉ mệt con. Đi dạ. Đi vô trỏng biểu biểu tụi nó cất đồ cho con nha. Con vô trong nghe má. Ừ. Ơi, đứng lại, đứng lại. Con khoan đi đã, khoan đã. Sao? Nói mà không chịu trả lời. Nói tin vui là cái gì? Chị biết không, ông bà tổ tiên mình thiên dễ sợ luôn. Tôi thắp nhang, tôi cúng, tôi xin. Vậy đó mà tôi hên lắm tôi gặp được cái người mà người ta đồng ý người ta bán cái trái thận đó để ghép cho mình hai. Người đó hiện ở đâu? Bao nhiêu tiền? Trời đất ơi, bao nhiêu tiền? Tôi nói tiền bạc mà bây giờ người ta nói giá bao nhiêu mình cũng phải bỏ tiền mua hết. Cái tính mạng của ông anh hai là quan trọng nhất chị biết không? Cái này là cái nguyên một cái đường dây rất là chuyên nghiệp nha. Nó sẽ cung cấp cái người mà bán, nhưng mà mình phải chờ. Chờ mà gặp được cái người mà người ta hợp cái gì, hợp nhóm máu á, với lại hợp cơ địa của ổng thì nó mới ghép được. Phải chờ nữa hả? Thì chờ chứ. Trời đất ơi, tôi nghe cái chữ chờ này hoài hả cô ba? Tôi nói là cái chữ chờ này nó miên man vô cùng. Ở trong bệnh viện mấy ông bác sĩ cũng nói, bà làm ơn bà chờ đi, chừng nào có người phù hợp đã rồi lúc đó chúng tôi mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Rồi hỏi chỗ này chờ, hỏi chỗ kia chờ, chờ hoài riết tôi mỏi mòn lắm rồi cô ba ơi. Tôi hiểu, tôi cũng hiểu cái khổ tâm của chị, nhưng mà chị đừng có so sánh vậy. Ở trong bệnh viện á, là bác sĩ người ta phải chờ cái người mà người ta hiến thận mà phải hợp pháp này nọ, thủ tục này nọ, nó lâu dữ lắm. Còn cái này là cái nguyên cái đường dây người ta là chuyên nghiệp phải không? Nó tung tin lên là nó cái mấy người mà người ta kẹt tiền, người ta túng quẫn, người ta phải bán là mình kiếm được, thấy không? Cho nên ráng chờ cái đường này nó lẹ hơn. Thôi thôi được rồi, nói gì nói cũng cảm ơn cô nha. Thôi vậy là được rồi, vô trong tắm rửa nghỉ ngơi nha. Tôi ra chợ kiếm cá tươi. Bữa nay ăn cái gì? Cá kho hay là mắm kho? Hói, chị biết tôi là tôi thích canh chua cá lóc. Đi chợ mua canh chua cá lóc nha, với lại mua mấy con cá về chiên cho tôi ăn, tôi khoái ăn á. Ở trên Sài Gòn cá không có ngon như thế này. Thôi để tôi đi chợ. Chị hai thằng Sim á, nó còn làm dưới đây với chị không? Ủa cô hỏi thằng Sim chi? Bộ nó còn nợ tiền phòng cô hả? Không phải. Tại là mấy cái thằng quỷ bạn của thằng Sim trên Sài Gòn, nó biết tôi về đây thăm thằng Sim dưới đây. Không phải, về đây nhà chị dưới đây nè, rồi nó gửi lời hỏi thăm Sim, chị hiểu không? Nên không có gì hết. Nó làm ở trong nhà hả? Không, tôi giao cho nó miếng giường á, rồi nó chăm sóc, rồi nó ăn ở đó luôn. Làm bên giường hả? Ừ. Nó nghe nè, từ đây mà đi qua bên giường có gần không? Cô hỏi chi vậy? Tính đi thăm nó hả? Chị nghĩ sao vậy trời? Tôi vậy, tôi đi thăm mấy cái thằng đó làm cái gì? Không phải, chị biết không? Tôi ghé vào miếng giường tôi coi coi nó làm cho chị á, rồi nó chăm sóc giường chị tốt không. Nó mà làm không đàng hoàng nha, tôi rầy, tôi chửi nó chết luôn á. Hiểu được không? Rồi được rồi, để mơ rồi tôi dẫn cô qua bển. Giờ sáng mơ lận hả? Giờ là phải đi mua cá liền chứ không thôi không còn cá tươi nữa. Thôi nói vẫn cảm ơn cô. Rồi, vô tắm rửa nghỉ ngơi nha. Chị mua thêm mấy con cá chiên cho tôi nha. Tôi cá chiên dữ lắm. Rồi rồi mà. Nha. Giờ chờ anh sáng mai hả trời? Chờ nổi không? Nè, làm gì giật mình vậy mày? Hết hồn. Công chuyện không làm trốn đây để chơi phải không? Có đâu, làm xong rồi thì câu cá thôi, có xin bà hai chứ bộ. Tao giả cho mặt mày nha, mày nhỏ không có nói chuyện mà trỏng 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 gì với tao nha. Mất dạy hả? Nè, mày rảnh không? Mày chi? Dẫn tao qua bên giường coi. Giường nào? Chú mày có mấy cái giường? Ba bốn cái gì á. Sao nhiều vậy? Mày dẫn cái giường nào mà có thằng Sim nó làm việc á. Ủa, bà không biết anh Sim nữa hả? Mày hỏi làm gì? Mày ông nội tao hả? Mắc mớ tao phải trả lời cho mày. Thì không biết phải cho hỏi chứ. Chứ phải nhiều chuyện hả? Dẫn tao qua bển này, còn không chỉ đường cho tao qua. Chỉ đúng không? Được. Lẹ mày. Bà thấy cây chuối đằng kia không? Cây chuối nào? Cây chuối đó. Ê, mày đừng có giỡn với tao nha. Cây chuối lần đó mười mấy cây chuối, biết cây chuối nào?
chỉ rõ ràng mày. Cái chuối đó đó. Cái chuối nào? Cái chuối cái cao cầu khỉ á. Ờ, nó đại cái cục khỉ đi đặt cái chuối. Rồi sao nữa? Rồi, bà qua cái cầu khỉ đúng không? Qua cái cầu khỉ. Bà quẹo trái cái. Quẹo trái. Đúng rồi. Bị thẳng tí bà quẹo phải. Quẹo phải liền luôn phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi sao nữa? Gặp cái bụi măng đúng không? À, rồi bà quẹo phải vô chổng luôn. Gặp bụi măng quẹo phải. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi đi thẳng rồi quẹo trái cái nữa. Đi thẳng quẹo trái cái nữa. Quẹo trái. Rồi sao nữa? Bà đi thẳng tí nữa bà quẹo phải. Rồi sao nữa? Rồi quẹo trái cái nữa, rồi phải cái nữa. Trái cái nữa, rồi phải cái nữa. Đúng rồi. Rồi bà thấy căn nhà màu xanh đúng không? Tới rồi phải không? Chưa, chưa, chưa. Chưa nữa hả? Đúng rồi, bà đi thẳng vô tí nữa. Ủa quẹo phải cái, quẹo trái cái nữa. Ôi mời mời mời. Mày chỉ gì mà đến đó là tao rối rồi, sao tao nhớ được quẹo trái quẹo phải không? Ra đây. Thôi, dẫn tao qua bển luôn đi. Thôi bận rồi. Ê, tao nói mày dẫn là mày dẫn nha. Đứng dậy mày. Đạp cái lọt xong bây giờ. Mày dẫn tao qua bển đi hồi về câu cá. Rồi, để xíu. Lên. Nhanh mày. Từ từ. Đi lên. Đi đi. Cha ơi. Gì á? Cha ăn bánh canh cá lóc bông nè. Con bỏ nhiều tiêu vô lắm. Ăn đi cha cho nó giảm mồ hôi ra. Để cho nó nguội chút đi rồi cha. Hỏi cái coi, đi Sài Gòn sao, vui không? Ôi, có gì đâu vui. Con lên chển, con cũng ở trong nhà không à. Cô ba mày cũng tệ thiệt nha. Lâu lâu có đứa cháu lên thăm, không chịu dẫn nó đi đây đi đó chơi cho nó vui. Sao vậy? Không phải tại cô ba. Tại con làm biếng, con không chịu đi đâu chứ bộ. Nhớ cái chuyện thằng ngon, chưa chấp cái thằng đó trong nhà thiệt. Cha, bậy bạ hết sức. Thôi mà cha, cũng qua hết rồi. Cứ coi như nhà mình gặp chuyện xui đi. Đừng nói tới cha nội đó nữa. Biết sao không? Tại cha nôn nóng quá đi. Muốn có thằng rể quý ở trong nhà đó, để cho có người đỡ đần sớm hôm. Thôi mà, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa mà. Con không thích nghe đâu à. Tổng quốc cha mày tự nhiên... tuổi này rồi nha, phải kiếm người tương xứng đi là vừa rồi. Tao cũng già rồi, tao cũng muốn có đứa cháu ngoại chạy vô chạy ra cho vui nhà vui cửa chứ. Cha, giờ mà tương xứng theo ý của cha mà không xứng chứ con giờ làm sao? Áo mặc làm sao qua khỏi đầu hả? Tao có mình mày thôi ha, gả cho đứa nghèo làm sao mà tao cam lòng được. Thôi con đi kiếm cô ba về ăn bánh canh. Nè đứng lại. Cái gì hả? Đi đâu vậy? Cứ để nó về nó tự tìm nó ăn. Đang nói chuyện quan trọng bỏ đi đâu vậy? Giả lời để khỏi nghe hả? Thôi mà cha, con nói rồi đó, chuyện tương lai của con để con tự lo đi. Nhưng mà đó là tâm niệm của tao ha, mà đừng có nói là để vài bữa nữa tao gắn cái bản kén rễ ở nhà nghe. Cha, cha mà mừng vậy á, con cắn lưỡi cho cha coi á. Cái con này, Lệ Thủy, nè, không phải là muốn ngang nào được ngang nấy nha. Cái con này, thiệt tình à, mày đẻ ra tao hả? Tao đẻ ra mày mà. Thiệt, con cái, mệt. Quen, Ngọc ở đâu rồi đúng không? Nhìn thấy Quen quen hả? Quen đâu quen bà nội. Đi phát chơi đi, đang buồn á. Buồn thì kiếm gì làm cho đỡ buồn. Làm gì? Bán thận. Khùng. Nó thì khùng. Thận mình bán. Bán có một cái mình được cả 100 triệu. Mắc gì cũng bán. Này bà đi dụ người ta phải không? Quá ngoan bắt rồi còn chết bây giờ. Không thích thôi, mắc gì hùng. Hùng. Hùng.
các quả thần có chết không ta? Chị Sơn đi chợ hả? Thấy hả? Ủa, tranh thủ bớt mưa đi mua thêm đồ nè. Ngồi đây nói chuyện chơi chút đi. Anh Măng đâu rồi? Ông ngủ dưới ghe. Ủa, kiếm ổng hả? Đâu có, hỏi chơi vậy thôi à. Đâu có kiếm anh Măng đâu. Nè, chị, em đi chợ em có mua kẹo, tính đem qua cho bé Mèo á. Trời ơi, cái gì mắc công vậy. Cảm ơn Thủy nghe. Em tính qua nói chuyện với chị. Chuyện gì hả? Làm gì vậy? Mặt căng thẳng quá trời luôn à. Cái tạc còi, nói nghe có chuyện cái hồi hộp với mà. Không có gì hết trơn á. Chuyện vui. Chuyện vui? Chuyện gì? Đừng lo gì nữa hết nha. Cha em á, sắp kiếm được thận thai rồi. Ai cho vậy? Có nghĩa là vậy nè. Ở trên thành phố á, có đường dây môi giới mua bán. Bên nào mà cần bán rồi bên nào cần mua, hai bên sẽ được môi giới để gặp nhau. Vậy á. Thôi hiểu rồi. Phải bà Liêu không? Bà Liêu? Bà Liêu sao? Là cò đó. Bữa giờ cứ rủ ghen anh Măng nè, gọng xuồng nữa. Trời ơi, bộ thủy không biết vụ đó hả? Không, em đâu biết đâu. Mà chắc không phải đâu chị ơi. Cái chỗ này á là của cô ba em giới thiệu ở tuốt thành phố á. Mà thôi đi, tính lại là bây giờ không cần phải lo gì hết. Chị nè, đừng có lo lắng gì hết, yên bụng rồi hen. Sao biết tôi lo? Thì si bụng ta ra bụng người thôi. Chồng em mà có gì em cũng lo chứ làm sao. Vậy rồi Thủy dặn tôi không vậy? Dặn gì mà dặn? Dặn ở đây kiếm làm gì? À hen, quên. Ủa mà đi xì phố về rồi gặp Sim chưa? Chưa. Đâu, sao vậy? Vì em tưởng thế nào cưng nó cũng mét với ảnh là em gì à. Trời, quỷ cưng giờ được hen. Làm một câu đưa thư luôn vậy hả? Chị này vẫn ghẹo người ta nó. Ghẹo gì, nó thiệt bộ. Ghẹo nó hoài. Chợ cũng chết luôn á. Đàn chồng mới tới ngày ăn đầu heo nè. Bữa đó vui á. Vui mắt chợ ông địa luôn á. Nhớ đem kẹo về cho bé Mèo nha. Biết rồi. Có khách tới anh ơi. Cưng hả? Dạ. Ê, ủa, cô ba hả? Trời ơi, tôi núp vậy mà cũng thấy nữa hả? Cô ba nhỏ quá, đứng đâu cũng thấy á. Sao, ngạc nhiên không? Cô ba khỏe không? Ngộ ha, gặp lại cố nhân mà thấy không có vui. Sao vậy? Mất hứng à?
Ủa cô ba, cố nhân là gì vậy? À, cố nhân á con, là những người bạn mà hơn bạn nữa, lâu ngày gặp lại người ta phải vui mừng ha, đó là cố nhân đó. À, cô nói chuyện riêng với lại anh Sim chút xíu, con về trước đi nha, chút nữa về cô cho tiền mua bánh. Anh Sim. Về đi con. Sao? Về cái xứ này á, rồi có nhớ gì chảnh không? Dạ không. Không nhớ thiệt á hả? Thì đúng rồi. Ở dưới này vui quá mà. Có người yêu nhỏ bé, cần gì phải nhớ ai chảnh nữa. Cô ba nói gì á? Tội nghiệp con ạ. Ủa, tôi với mấy người đâu lại gì đâu. Ông Hai Ơn với bà Hai Ơn cũng chưa gả Lệ Thủy với mấy người mà. Tội nghiệp con cháu gì ở đây. Còn... mà bữa nay cô bà khó tánh quá. À... đó, vẫn chơi thôi. Chứ giận hờn gì, không có gì hết, xưng hô thôi mà. Bây giờ ai đó có kêu tôi là em, xưng anh, tôi cũng chịu nữa.